Cường Đô La tạo biệt thự view biển cho vợ con khiến họ chị em chỉ biết ước. Tàu ấm hạnh phúc của Cường Đô La luôn được dân tình ngưỡng mộ không thôi. Trên trang cá nhân, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc bình yên bên gia đình cuối tuần. Cụ thể anh viết, chị ba mong nhận nhà lắm rồi nè đại gia phố núi ẩn ý việc chuẩn bị tạo thêm chiếc biệt thự sang xịn mịn view biển cho gia đình. Mặc dù chỉ đăng tại vài góc gác của căn nhà cũng đủ thấy cơ ngơi này rộng rãi đến nhường nào. Được biết, tòa ấm mới của gia đình Cường Đô La đang trong giai đoạn thi công và anh rất ưng thiết kế này. Căn nhà có không gian thoáng mát, rộng rãi, hướng mặt ra biển. Đúng chuẩn người đàn ông quốc dân, Cường Đô La khiến không ít chị em chỉ biết ước. Nhiều người không khỏi ghen tị với nam doanh nhân khi có một người vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang như đàm thu trang. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh như Ngưỡng mộ gia đình này thật sự, xinh ví lấy chồng vừa giàu lại tâm lý như chị Trang với à. Vả view xịn quá, bác cường ơi, đỉnh của chớp. Ở nhà này không khác gì, chiêu như đi du lịch luôn. Đại gia đây chứ đâu, ngưỡng mộ quá. Cường đô la chơi lớn tàu biệt thự viêu biển cho vợ con. Từ một doanh nhân có tiếng đa tình, anh trở thành người đàn ông sẵn sàng vào bếp nấu nướng, chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho gia đình. Từ sau khi kết hôn với đàm thư trang, thú vui sưu tập siêu xe của doanh nhân phố núi dường như không hề giảm, mà còn có dấu hiệu gia tăng được biết tòa ấm mới của gia đình Cường Đô la đang trong giai đoạn thi công và anh rất ưng thiết kế này. Tuy nhiên thay vì sắm siêu xe cho bản thân thì Cường Đô la lại mua siêu xe tặng vợ và các con của mình. Có thể nói Cường Đô la chính là người chồng, người bố hết lòng thương yêu và chiều chuộng vợ con.